tập 165. Mọi người tự giác like share các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000. Tiếp phần trước. Ngay lập tức có một chấm đỏ hiện ra trên trán, Lữ bá ngư mạnh miệng, thiêu cháy tinh huyết, rất có dũng khí, nhưng mà, sâu kiến chính là sâu kiến, có 10 người như ngươi thiêu cháy tinh huyết cũng vô dụng. Từ Bắc vọng liền khiến cho mặt trời nứt thành nhiều mảnh, một dòng thời gian trong quá khứ hiện ra. Tông vĩnh Kiều và Mạc Nhiễm ngạc nhiên, Nhật Bất Lạc, là Nhật Bất Lạc thần tộc, lẽ nào hắn thật sự là thần tộc sao? Từ Bắc vọng tự hỏi, ta là ai, ta đang ở đâu? bầu trời lúc này trở về như cũ mạc nhiễm và tống viễn kiều quỳ dối đất ngài là huyết mạch của nhật bất lạc thần tộc từ bắc vọng thầm nghĩ nhật bất lạc được cuối cùng cũng để lộ ra dấu huyết mạch nhật bất lạc thành công bị bại lộ rồi cậu nói các người đứng dậy trước đi tống viễn kiều mỉm cười từ công tử nhất định là người trùng sinh nhưng lại quên đi ký ức của kiếp trước nhưng thiên phú và khí vận trong loại huyết mạch đó căn bản là không thể loại bỏ từ bắc vọng để ý đến lữ bá ngư ngươi cậu nhanh chóng giết chết hắn tống viễn kiều thầm nghĩ tốt xấu gì cũng là thiên kiêu lên vấn đỉnh bảng của thiên cầm tinh vực đáng tiếc rồi mạc nhiễm nói với từ bắc vọng huyết mạch thần tộc không có nghi ngờ gì xin từ công tử hãy cùng ta quay về thiên đình ngay từ bắc vọng đồng ý được chuyển cảnh đến thiên đình mạc nhiễm hộ tống từ bắc vọng đến tận nơi từ công tử đến thiên đình rồi từ bắc vọng trầm trồ thật sự là có một nơi như vậy sao ta cho rằng trong thần thoại mới có lính canh thông báo cấp cao của nhật bất lạc thần tộc đến chuyển cảnh đến bên trong thiên đình mạc nhiễm quỳ xuống tham kiến trí cao trí cao nói từ bắc vọng đến từ giới di khí ở trong bụng mẹ thì đã mở ra cửa tiếp dẫn khi vận thiên phú kinh người từ bắc vọng cúi đầu vâng thầm nghĩ đây không phải là lúc trước mình lừa công nghi sơ sao xem ra bọn họ đã đi điều tra qua rồi trí cao hỏi đã từng đột phá chút xuống một tia dị tượng đại đế kiếp trước của ngươi là đại đế từ bắc vọng trả lời có lẽ ít nhất là đại đế vãn bối không nhớ ký ức của kiếp trước thầm nghĩ thần tộc chính là thần tộc dọa chết lão tử rồi tinh huyết lập tức nổi lên trí cao lớn tiếng đích mạch vẫn lạc ngươi là mối sỉ nhục của nhật bất lạc mối sỉ nhục thao thiên từ bắc vọng quỳ xuống là vãn bối vô năng Trí Cao đặt tay lên đầu Từ Bắc vọng, "Kiếp này, đừng để cho thần tộc thất vọng nữa." Từ Bắc vọng thầm nghĩ, "Siêu hồn, nguy rồi, vậy không phải mình có thể bị bại lộ rồi sao?" Trí Cao mỉm cười, "Ngươi vậy mà luyện hóa được một viên bất tử pha nào?" Từ Bắc vọng nói, "Vãn bối không nhớ." Thầm nghĩ, "Tức Hải thần hồn không có cảm giác, hắn không có siêu hồn, chỉ là dấu vết của cảm ứng tiên dược." Trí Cao lập tức phá vỡ tiên dược, ông ta đưa cho Từ Bắc vọng một loại đan, "Cầm lấy đi, bồi thường cho đau khổ trước đây ngươi đã từng chịu." Từ Bắc vọng nhận lấy, "Cảm ơn tiền bối." Trí Cao nói, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ mang họ của nhật bất lạc thần tộc ta thái sơ thái sơ vọng bắc về nhà đi nói rồi trí cao truyền tống từ bắc vọng đi nhanh chóng đăng lên vấn đỉnh bảng nhật bất lạc thần tộc không nuôi phế vật mạc nhiễm cúi đầu cung tiễn chí cao sứ quân chuyển cảnh đến chỗ từ bắc vọng cậu và bao gồm cả thiên kiêu đỉnh cấp của nhật bất lạc vô thiên yếm vãn đi về phong đế thiên đệ tiến hành thí luyện tạm thời từ bắc vọng không có gì lo lắng chuyên tâm tu luyện đột phá đến thiên tiên cao phẩm và may mắn đánh chết thiên kiêu hạng 99 vạn của vấn đỉnh bảng ở tinh vực từ đó bước lên hạng 95 vạn vấn đỉnh bảng. Từ Bắc vọng mỉm cười, "Lão đại, cuối cùng thì ti chức cũng lên bảng rồi. Trưởng công chúa hiện ra, xếp hạng 95 vạn, ngươi đúng là quá phế vật." Từ Bắc vọng ôm lấy cô, "Lão đại nói rất đúng, nhưng mà, ti chức cần động lực. Mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này, nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác, yêu mọi người, donate càng yêu."